theo phương thẳng ra, đừng có chéo là nó sẽ béo bạn. Đấy, thẳng ra đấy. Có vẻ là rất là dốc. Rồi ok, như là một mảnh đã ra rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái phần hoa văn này. Đấy, hoa văn của nó có thể đã rất là nổi nhá. Hoa văn này các bác xem hoa văn này. Từng cành, từng bông hoa rất là nổi, không thua gì khuôn silicone bao nhiêu nhá. Cùng xem cái cành cây nó này, sâu hơn cả một cái đốt ngón tay này. Đấy, rất là sắc nét. Để xem thêm được nhiều video về các mẫu khuôn chậu mới nhất, hướng dẫn làm chậu, hướng dẫn sân chậu, các bác vui lòng nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của cơ sở khuôn chậu. Ngày hôm nay cơ sở tiếp tục giới thiệu tới tất cả các bác đang xem video một mẫu khuôn chậu tròn nhựa ABS loại đường kính rộng 70cm và đặc biệt là loại này có lòng trong của cả chậu và chân. Và đây là một mẫu khuôn mới nhất cho đến thời điểm hiện tại của năm 2020. Vậy thì bộ khuôn này có những đặc điểm gì? Thì ngay bây giờ các bác cùng nhau chúng ta cùng quan sát kỹ hai bộ khuôn này. Và một lát nữa thì cơ sở sẽ đúc hai bộ khuôn này để chúng ta cùng nhau xem thành phẩm nó như thế nào. Về điểm cấu tạo đặc biệt mà thích nhất của bộ khuôn tròn như thế này thì là nó có lòng trong. Cái việc khuôn có lòng trong nó khác với những bộ khuôn composite ghép tay, nó giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi. Đây là lòng trong của nó nhé. Lòng trong của bộ tròn này nó rất là chắc chắn và nó có 6 phần tai cài này để nó định vị với phần khuôn chậu. Như vậy thì khi đúc chúng ta nó sẽ bền hơn và nó sẽ không bị biến dạng khi mà chúng ta đúc bê tông thành phẩm với khuôn chậu này. Đấy, lòng trong đây. Đây chính là cái vỏ ngoài của chậu. Bộ tròn 70 này được cấu tạo bởi 3 mảnh nhé. 3 mảnh với mặt hoa văn cũng rất là đẹp. Đây, các bác có thể xem rõ đây. Phần hoa văn rất là đẹp. Ba mặt hoa văn này đều là giống nhau, đều là có cánh mai và hình con chim nhé. Đây các bạn xem đây, đây chính là một cái mặt đó đấy. Đây, chúng ta sẽ sang cái phần chân của bộ khuôn này. Phần chân được cấu tạo bởi phần vỏ ngoài nó sẽ có 3 mảnh như này. Hoa văn của bộ chân tròn này cũng rất là giống với bộ tròn 70 nhựa composite. Còn đây là cái tấm đáy. Tấm đáy là nó liền luôn nhé, nó liền như này. Và tấm đáy này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là dễ tháo khi mà chúng ta đúc cái chân này. Đấy, để không mất thời gian nữa thì ngay bây giờ thì cơ sở khuôn chậu sẽ tiến hành đúc hai bộ chậu này và sẽ có hai cách đúc khác nhau. Một bộ sẽ đúc và sau khoảng 3 giờ đồng hồ sẽ tháo lòng trong luôn. Đấy, một bộ sẽ đúc sau khoảng 3 giờ đồng hồ chúng ta sẽ tháo lòng trong luôn. Còn một bộ thì ta sẽ đúc để sau khoảng 20 giờ, tức để đến ngày mai thì cơ sở sẽ tháo cả lòng trong và vỏ ngoài để xem cách nào nó sẽ hiệu quả hơn. Nếu cách nào hiệu quả thì chúng ta sẽ áp dụng cách đó để đúc lâu dài. Vì mình nghĩ là bộ khuôn này với cái lòng trong nó tròn như này thì cái việc tháo lòng trong khi mà chậu đã khô hoàn toàn có lẽ là không có. Thế ngay bây giờ thì các bác cùng nhau xem cơ sở chúng ta sẽ tiến hành đúc bộ khuôn chậu tròn rộng 70, cao chậu 40 và cao chân 15cm này. Xin nhắc lại là bộ khuôn chậu tròn này có đường kính là rộng 70 phủ bì nhé. Rộng 70 phủ bì, cao chậu 40 và cao chân 15cm. Và xin mời các bác cùng nhau đón xem.
bây giờ đã quét xong phần chống dính bằng nước thải rồi. Thì các bác để ý nhá, ở cái phần chân này nó có ba cái chỗ tạo thành cái lỗ thoát nước sau khi mà chúng ta đúc cái thành phẩm của cái bộ chân này xong này. Đó, rất là hay. Sau khi quét nhớt rồi thì chúng lóc vào. Và lưu ý là tất cả các lòng trong chậu thì chúng ta đều cho cái bao cát vào cho nó nặng, nó đè cái lòng xuống. Thế thì khi đổ chúng ta sẽ không bị nổi cái lòng trong lên. Thì hôm nay sẽ đúc hai bộ luôn này. Thế còn kết cấu sắt nhé, nếu ta để ý này thì ở trong lòng trong này nó có một cái vòng cái sắt này, và có con mẹo là chúng ta dùng một dây sắt nhỏ ta móc để nó giữ cái vòng sắt kia, nó khỏi bị tuột xuống khi mà chúng ta đặt như này. Nên một lát nữa khi mà đúc xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái dây sắt giữ này ra. Đấy, có ba dây sắt nhá, ba dây sắt để ta giữ. Đấy, bên này cũng vậy này, khi mà đúc xong chúng ta sẽ bỏ ra. Cái chậu tròn này chúng ta tốt nhất là nên để một cái vòng sắt ở trên miệng như thế thì chậu nó mới đảm bảo đủ kết cấu được. Đây, còn đây là cái phần bê tông đây, bê tông đánh một miễn rồi. Nay thời tiết rất là nắng. Thời tiết nắng này thì có lẽ là sau khoảng 3 giờ đồng hồ là chúng ta rút được lòng trong luôn rồi. Đây một số mẫu mà đã quay ở video trước đây, lục 65. Hoa văn là cây tùng đây. Đúc liền chân luôn, mẫu này là đúc liền cả chậu chân này, rất là sắc nét. Hay là đây là một cái bộ lục giác á. Lục giác này là rộng 50, cũng mẫu cây tùng. Với cái việc sử dụng những mẫu khuôn nhựa ABS có lòng trong như này thì cái công việc đúc chậu trở nên nó rất là nhàn, rất là dễ. Thì các bác đang xem video này nếu mà thấy nó hay, nó có ý nghĩa thì hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của cơ sở. Sau khi đăng ký xong thì thời gian tới cơ sở ra những video mới nhất hay là các chương trình khuyến mại đặc biệt của cơ sở thì các bác đều nhận được một cái thông tin thông báo là sẽ có video ra. Thế còn việc đăng ký theo dõi thì chỉ cần bấm vào cái nút đăng ký ở ngay bên dưới video này là chúng ta đã đăng ký theo dõi kênh YouTube được rồi. Ok, như vậy là ngay bây giờ thì cơ sở khuôn chậu xong hai bộ chậu tròn đường kính rộng 70cm, chiều cao chậu 40, cao chân 15cm. Thì buổi sáng ngày mai thì cơ sở sẽ tháo hai bộ khuôn này ra. Ok, sau 3 giờ đồng hồ thì bây giờ là cơ sở đã tháo cái lòng trong của bộ tròn 70 này. Hôm nay chiều đổ muộn quá cho nên là bây giờ phải thắp đèn để tháo đây. Tháo hơi non nhá. Cái miệng này còn chưa được cứng lắm đâu. Bây giờ tháo ra có lẽ nó cũng sẽ không đẹp lắm. Nhờ vì lát nữa là có việc rồi cho nên là bây giờ phải tháo luôn. Ngay đầu tiên là tháo hết các ốc cài ra. Giờ không cần gõ đâu. Bây giờ sử dụng một cái miếng ván thế này để làm điểm tì này. Sau đó là chống vào. Mình phải có điểm tì chống này thì mình bẩy nó sẽ không bị hỏng khuôn nhá. Bẩy nhẹ từng bên lên một. Bẩy nhẹ đừng giật ấy. Kích nhẹ từ từ thôi. Thank you.
Đấy, kích nhẹ nó lên, từng bên nó lên một rồi. Cầm tay vào trong, cầm tay úp vào. Đấy, cầm đấy, cầm bàn tay như thế, tì vào. Tì tay ở chỗ đầu dao ấy. Nhé. Không, úp vào đấy như thế. Cho nó không bật đầu dao lên. Đấy. Để rồi. Thì nó lên đều cả hai bên. Để rồi. Đấy, nhẹ nhàng lên, sau đó bây giờ sẽ nhấc ra. Rồi, ok. Đây là bên trong này. Ui, rất là bóng nhá. Cua này tháo ra bóng loáng luôn này. Tháo còn hơi non cho nên nó còn rớt rớt một chút nhá. Không sao cả, bây giờ lấy cái bay lại sẽ miết qua đi. Đấy, rất là bóng này. Bây giờ chỉ việc lấy bay lại miết qua phần miệng hay là xong. Đấy, sau khi tháo lòng trong ra thì lấy bay ta lướt qua một lượt thôi là nó bóng láng luôn rồi. Đấy, đây các bác xem này, xem kỹ nha, rất là bóng nha. Buổi tối thì nhìn nó không được rõ đâu, nhưng ban ngày thì nhìn thấy rất là bóng đẹp này. Cái phần miệng này nó còn ướt, ta lấy bay ta đi qua một lượt là mai nó sẽ bóng rồi. Ok, hẹn các bác là ngày mai sáng sẽ tháo hai cái chậu này ra và cả chân nữa đây. Đây, sau khoảng 20 giờ rồi, hôm nay là cơ sở sẽ tháo bộ khuôn chậu tròn đường kính rộng 70, cao 40cm như ABS có lòng trong. Đây, ngày hôm qua thì đã đúc luôn hai bộ này. Đúc luôn hai bộ thì cái bộ này đã tháo lòng trong hôm qua rồi, sau khoảng 3 giờ đã tháo lòng trong ra rồi. Có cái bộ này là để nguyên này. Đấy, bộ này là để nguyên nhá, để nguyên lòng trong này. Hôm nay tí xem sẽ tháo lòng trong như thế nào. Bây giờ là tháo cái chân trước. Khuôn chân này cái rộng, cái mặt của nó là 40cm, cái mặt này rộng, đường kính là 40cm này, cao 15cm. Nên chúng ta cùng chờ xem cái chân này tháo ra nó có dễ không. Vẻ rất là dốc. Khi mà gõ nhẹ này đã thấy là gần như là nó tách ra rồi. Đấy, ui, rất là dốc nhá. Đấy, các bác xem này, rất là dốc. Nhờ ba cái tấm nó vỏ ngoài đã ra ngay lập tức rồi. Còn cả bây giờ tháo nốt cái tấm đáy. Đấy, thì gõ nhẹ nó ra ngay rồi này. Để xem cái phần bên trong nào. Ui, rất là bóng luôn nhá. Ngay cả cái phần bên trong này nó cũng rất là láng mịn, rất bóng luôn này. Đấy, và cái chân này nó cũng có ba cái lỗ thoát nước. Đây, mình ngửa lại để tí nữa sẽ kê cái chậu cái lên. Đấy, bộ này đúc qua chiều thì đến bây giờ là nó mới được tầm khoảng 20 tiếng thôi nhá, 20 giờ đồng hồ thôi. Nó cũng chưa cứng lắm đâu. Bây giờ tháo đến phần kính chậu.
lòng trong này. Cái lòng trong này hôm qua tháo là hơi sớm một tí, cảm giác nó có hơi có nước nó rớt rớt trong đây, nhưng mà nó vẫn rất là tròn, rất là đều nhé. Khuôn này nó có 3 mảnh cho nên là cái việc tháo lắp là nó cũng rất là nhanh, tiết kiệm thời gian hơn là khuôn lục giác. Đây, gõ nhẹ nhàng để đề phòng nó mất hoa văn. Là rất là dốc. Rồi ok, như là một mảnh đã ra rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái phần hoa văn này. Đấy, hoa văn của nó có thể đã rất là nổi nhá. Hoa văn này các bác xem hoa văn này, từng cành, từng bông hoa rất là nổi, không thua gì khuôn silicone bao nhiêu nhá. Cùng xem cái cành cây nó này, sâu hơn cả một cái đốt ngón tay này. Đấy, rất là sắc nét. Đây, gõ nhẹ nó ra luôn. Khuôn da rất là sạch sẽ này. Sắc nó rất là sạch này. Đấy. Rồi ok, như ba mảnh vỏ ngoài đã xong rồi. Đây, còn cái tấm đáy thì ta sẽ nghiêng lên và tháo nốt tấm đáy ra. Cái này gõ nhẹ nhẹ xong tí hai người nhấc lên. Nhẹ nhẹ xong nhấc lên chậu luôn. Đâu gõ, đâu gõ như này. Bây giờ ra luôn rồi này, không cần phải gõ đấy đâu. Nó tự tách ra luôn rồi nhá, không cần phải gõ đâu. Bây giờ chỉ nhấc lên chiếc chân này thôi. Đấy, bây giờ nhấc lên luôn. Ui, rất là đơn giản rồi. Không cần nhấc dễ. Rất là dốc nhá. Nó có cái phần chân giả luôn nhá. Cái chậu này nó sẽ có cái phần này, phần chân giả luôn này. Đấy, có phần chân giả đây luôn. Đây, chúng ta cùng nhau xem mà. Tôi nói là bộ này nó rất là cân đối nhá. Đẹp. Đấy, ở cái phần tấm đáy này nó có ba cái này, nó sẽ tạo thành cái chân giả với chậu tròn. Nếu mà chúng ta mà không thích cái chân giả thì chúng ta có thể là xử lý, người ta sẽ lấp cái chỗ này lại và ta đúc thì cái chân này nó sẽ bằng thịt luôn, bằng số chậu luôn. Đấy, bây giờ tiếp theo sẽ tháo cái chân này trước đi, cái chân này trước, xong lát nữa sẽ tháo cái bộ chậu kia để đặt lên. Tháo cái chân này trước này để tí có chậu đặt lên. Rồi bây giờ là đến tháo cái lòng trong này ra. Cái lòng trong này là đúc để hôm qua, rồi là tháo lòng trong. Xem là tháo nó có khó lắm không. Đầu tiên là tháo hết ốc ra trước.
tháo cái ốc cài ra. Đây, nó có cái ốc định vị ở dưới đây nhá, ốc định vị lòng trong của chậu với cái đáy. Lấy cái búa cao su gõ vào cái này, gõ theo hướng này vào này, gõ quanh quanh theo hướng nó vào là nó bung ra. Ừ, ok, như vậy là bộ tròn 70 này đúc sau khoảng 3 giờ đồng hồ thì tháo lòng xong nó sẽ dễ hơn nhá. Thì nó đã tháo được ra rồi. Và đặt lên chân này nó rất là đẹp và cân đối này. Để tất cả các bác xem. Đây chính là cái thành phẩm của bộ tròn 70 đây. Về phần hoa văn thì chúng ta cùng xem lại một lần nữa này. Không có điểm gì để chê được cái phần hoa văn này rồi. Rất là rõ. Để sau khi khô thì một vài ngày nữa thì cơ sở sẽ tiến hành sơn cái bộ chậu này. Thì các bác cùng đón xem video tiếp theo nhá. Còn quay sang cái bộ tròn 70 mà ta đúc không tháo lòng trong ngay hôm qua mà để đến hôm nay mới tháo này. Sau khoảng 20 giờ thì tháo lòng trong rất khó mà hiện tại là cơ sở cũng chưa tháo được ra. Cái bác nào mà có cái cách tháo lòng trong này thì để lại bình luận ở dưới cái video này để cho cơ sở cũng như là tất cả các bác xem video này cùng tham khảo nhé. Đây, hiện tại là cái lòng trong này để xin ý kiến của tất cả các bác là xem video nhé. Như vậy là lời khuyên chúng ta đúc bộ tròn như này thì chúng ta sẽ phải tháo cái lòng trong. Sau khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ chúng ta sẽ buộc phải tháo lòng trong như cái bộ này. Còn nếu mà để thì rất là khó. Đây, video xin phép được dừng tại đây. Thì các bác có thể là đăng ký theo dõi kênh YouTube của cơ sở để đón xem các video mới nhất sẽ ra thời gian tới. Và hãy để lại bình luận ở dưới video này nếu các bác có điều gì đó muốn chia sẻ tới tất cả những bác đang xem video ở kênh YouTube của cơ sở. Video xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.